Chiều qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành ủy, thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 4 khóa 13 và quán triệt một số văn bản của Trung ương. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, đây là hội nghị hết sức quan trọng, thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 4 khóa 13 và quán triệt kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung, quy định số 24 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng và hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ đảng và quán triệt bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Hội nghị trực tuyến lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng những nội dung tại hội nghị lần Trung ương 4 khóa 13 và các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc biệt là nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ nghiêm túc nghiên cứu học tập, nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi các văn bản trên, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, tăng cường hơn nữa công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trực tiếp báo cáo nhanh kết quả hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Theo đó, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 10 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp hội nghị lần thứ tư thảo luận và cho ý kiến về các nội dung lớn như tình hình kinh tế xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024, chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương, kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua và quan điểm chủ trương phòng chống dịch trong tình hình mới, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, sửa đổi bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác. Về kết quả công tác xây dựng chỉnh đốn đảng được toàn đảng, toàn dân ủng hộ, đồng hành đánh giá cao. Tuy nhiên, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa của một bộ phận cán bộ đảng viên vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản. Do vậy, những giải pháp có tính đột phá trong nhiệm kỳ này tiếp tục được triển khai để xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Ban Chấp hành Trung ương cũng xem xét thảo luận cho ý kiến vào dự thảo quy định mới về những điều đảng viên không được làm, bảo đảm đáp ứng yêu cầu chính xác, đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra. Đồng thời coi đây là căn cứ cơ sở quan trọng để xem xét xử lý các vi phạm của cán bộ đảng viên. Sau phần quán triệt của Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng quán triệt kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Kiến cũng đã quán triệt quy định số 24 QĐTU ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về thi hành điều lệ đảng và hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ đảng. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan quán triệt bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, từ sau Đại hội 13 của Đảng đến nay, Trung ương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tạo tiền đề, nền tảng cho quá trình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng ở các cấp. Vì thế, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện phải được thực hiện thường xuyên, sâu rộng. Sau hội nghị này, các cấp ủy Đảng tiếp tục nghiên cứu và tổ chức quán triệt đến tận cơ sở, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong học tập, triển khai thực hiện nghị quyết, nhằm thống nhất ý chí hành động, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội đã đề ra. Sáng qua tại thị trấn Đông Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đã có buổi làm việc với huyện Quế Sơn để nghe báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở ngành liên quan.
Thực hiện chương trình kế hoạch năm và quy hoạch định hướng lâu dài trên lĩnh vực tài nguyên môi trường, huyện Quế Sơn đã lập đề cương nhiệm vụ dự toán quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Theo đó, công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích, cấp giấy chứng nhận đã được thực hiện công khai, hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, cấp mới trên 800 giấy chứng nhận, trên 2.700 hồ sơ đăng ký biến động về công tác quản lý chất thải rắn và kiểm soát môi trường được triển khai đúng quy định. Dựa theo đề án quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, huyện cũng đã xây dựng đề án cụ thể, 13 trên 13 xã thị trấn có phương án thu gom, xử lý rác thải. Huyện cũng đã xây dựng cơ chế khuyến khích đầu tư để kêu gọi nhà đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải tập trung tại xã Quế Mỹ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân cho rằng, việc quản lý lĩnh vực tài nguyên môi trường luôn phát sinh các vấn đề bất cập, nhất là khâu giải phóng mặt bằng, bồi thường, thu hồi đất. Do vậy, lãnh đạo huyện cần tập trung tuyên truyền, tháo gỡ khó khăn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân ở từng lĩnh vực, từng dự án cụ thể. Để làm tốt vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu huyện Quế Sơn sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, thực hiện quy hoạch bài bản mang tính dài hơi để quản lý khoa học. Huyện cũng cần quan tâm hơn nữa đến quy hoạch quỹ đất phát triển công nghiệp để tạo động lực phát triển địa phương. Nhiều kiến nghị của huyện Quế Sơn trên lĩnh vực tài nguyên môi trường cũng đã được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân ghi nhận, giao cho các cơ quan chuyên môn tham mưu trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho huyện quản lý, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên và môi trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Sáng qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Nam nhằm đánh giá tình hình điều hành, quản lý nguồn vốn chính sách, triển khai các chủ trương chính sách của nhà nước trong 9 tháng qua, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại trong năm 2021. 9 tháng qua, vượt qua khó khăn tác động của dịch bệnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Nam nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra, hoàn thành cơ bản giải ngân vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh doanh và các nhu cầu khác của hơn 38.000 hộ nghèo, hộ chính sách, tạo việc làm cho gần 6.200 lao động. Tính đến cuối tháng 9, tổng nguồn vốn toàn chi nhánh đạt trên 5.540 tỷ đồng. Riêng cho vay theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Chính phủ, đã có 12 doanh nghiệp đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách toàn tỉnh đạt loại tốt với hơn 98 điểm. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,15%. Hoạt động ủy thác qua các hội đoàn thể tiếp tục được thực hiện tốt, đảm bảo an toàn, hiệu quả, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19. Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng, các đơn vị phối hợp tiếp tục có kế hoạch thực hiện hiệu quả nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, nhất là tăng cường giải ngân nguồn vốn chính sách theo đúng tiến độ đặt ra, rà soát thu hồi vốn vay đến kỳ, quá hạn, tránh tình trạng thất thoát, lạm dụng chính sách đối với nguồn vốn ưu đãi của nhà nước, huy động thu hút hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân, đồng thời đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng, giải quyết kịp thời nhu cầu bức thiết của hộ chính sách, hộ khó khăn, hướng đến thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Sáng qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác mặt trận năm 2021. Tại hội nghị, các đại biểu tại 18 điểm cầu ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh được đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam trình bày nội dung quan trọng của công tác mặt trận, gồm công tác tôn giáo, giám sát cán bộ đảng viên, thảo luận, trao đổi công tác chuyên môn và giải đáp những khó khăn vướng mắc theo kiến nghị của các địa phương. Qua đó góp phần trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản, nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ làm công tác mặt trận trên các mặt công tác. Những chuyên đề truyền đạt trong buổi tập huấn đều thiết thực, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ công tác mặt trận. Đặc biệt, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai thực hiện những nhiệm vụ khó khăn hơn như giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ, giám sát người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, đòi hỏi hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải nắm vững thông tin, chủ động, tích cực đổi mới hoạt động. Thưa quý vị, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam luôn được xem là tổ chức hội đi đầu trong việc hưởng ứng và tham gia các cuộc phát động, các đợt thi đua lớn của tỉnh, của Trung ương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, chính trị, xã hội quan trọng của tỉnh Quảng Nam. Để có cái nhìn tổng quan về kết quả các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đạt được trong giai đoạn 2016-2021, mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên với bà Đặng Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam. Thưa bà Đặng Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam, 5 năm qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng như các cấp hội đã nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết mà phụ nữ đã đề ra. Vậy thì bà có thể cho biết một số kết quả nổi bật trong phong trào phụ nữ trong giai đoạn vừa qua được không ạ?
trong 5 năm qua cùng với toàn đảng và toàn dân thì các tầng lớp phụ nữ của Quảng Nam cũng đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, năng động sáng tạo và tích cực tham gia các cái hoạt động phong trào thi đua do Trung ương Hội cũng như Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động, thì góp phần quan trọng vào cái việc phát triển các thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội và quốc phòng an ninh của tỉnh Quảng Nam. Phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và hai cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung học, đảm đang và xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, và các cái khâu đột phá được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở. Phong trào gắn với các cái phong trào thi đua yêu nước của các cái địa phương và gắn với cái việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đã đẩy mạnh các cái huy động vận động cái nguồn lực trao phương tiện sinh kế cho trên 7.000 phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với cái tổng trị giá là trên 20 tỷ đồng và tín chấp mà cho vay là trên 2.250 tỷ đồng cho từ nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách cho trên gần 54 lượt hộ phụ nữ được vay để góp phần cùng với tỉnh giảm cái tỷ lệ hộ nghèo từ 11,13% năm 2016 xuống còn 5,37% năm 2020. Thưa bà, là trong thời gian đến thì để hoàn thành các cái chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra cũng như là nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp hội đã lên kế hoạch thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái giải pháp trọng tâm gì ạ? Cái thứ nhất thì chúng tôi tiếp tục đổi mới cái nội dung, phân cấp hoạt động của tổ chức hội, trong đó là chú trọng đổi mới về công tác chỉ đạo, điều hành và công tác tuyên truyền cũng như là vận động nâng cao cái nhận thức cho các cái tầng lớp phụ nữ và lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo để đánh giá phong trào. Cái thứ hai này là chúng tôi đẩy mạnh cái công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển, xây dựng cái người phụ nữ thời đại mới, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam và tổ chức các cái hoạt động nâng cao quyền năng về kinh tế cho phụ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo bền vững. Cái thứ ba nữa thì chúng tôi nâng cao cái chất lượng công tác giám sát phản biện xã hội, đề xuất các cái chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới. Thứ tư nữa thì chúng tôi tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả, và nâng cao cái chất lượng hoạt động của đội ngũ làm công tác hội và đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ngành, các tổ chức, các cái cơ quan và tăng cường các hoạt động liên kết phối hợp vận động nguồn lực để hỗ trợ cho cái hoạt động hội cũng như cái phong trào của hội ngày càng tốt hơn. Vâng, xin cảm ơn bà đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ. Chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2021. Sáng qua, thành phố Tam Kỳ đã tổ chức gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng, ban, đơn vị và 13 xã phường. Cùng với phụ nữ trong tỉnh, phụ nữ thành phố Tam Kỳ đã không ngừng trưởng thành trên các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Trong đó, đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo quản lý từ thành phố đến xã, phường đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn chủ động sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách, không ngừng học tập trau dồi kỹ năng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các chị không chỉ giỏi việc nước mà còn đảm việc nhà, luôn phấn đấu cho mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Lãnh đạo thành phố đã tặng hoa chúc mừng các chị nhân ngày 20 tháng 10. Dịp này, các trò chơi giao lưu trả lời câu hỏi vui cũng đã diễn ra, tạo không khí vui tươi tại buổi gặp mặt. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hội An cũng vừa tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tại Hội An, phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc được triển khai đều khắp, tạo động lực để cán bộ, hội viên phụ nữ phấn đấu phát triển toàn diện, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nhiều mô hình tiết kiệm mang lại hiệu quả cao, mang đậm dấu ấn phụ nữ như mô hình heo đất nhà ta, heo đất lòng vàng, hũ gạo tình thương.
Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, các cấp hội đã huy động mọi nguồn lực, chung sức cùng thành phố phòng chống dịch bệnh COVID-19. Qua đó, các cấp hội đã trao tặng hàng ngàn suất quà với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. Tại buổi gặp mặt kỷ niệm, các cán bộ hội cơ sở đã có những phát biểu chia sẻ về công tác hội và phong trào phụ nữ trong thời gian qua, phản ánh những khó khăn của phong trào và hoạt động phụ nữ do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 trong thời gian qua. Thưa quý vị, trong bối cảnh huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đang có dịch COVID-19, vừa có các đợt mưa lớn gây ra tắc đường ở những xã đang có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khó lường. Do vậy, đòi hỏi công tác phòng chống thiên tai, phòng chống bão phải kết hợp với phòng chống dịch bệnh để đảm bảo giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. Huyện Phước Sơn và ngành y tế bàn giải pháp đưa các ca dương tính ra khỏi vùng đang bị cô lập tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 5 xã ở huyện Phước Sơn là Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Kim, Phước Đức và Phước Lộc với 171 ca được ghi nhận đến sáng ngày 19 tháng 10. Hiện ngành y tế Quảng Nam đang nỗ lực khoanh vùng dập dịch và truy vết hơn 1.300 F1, đồng thời tiến hành xét nghiệm diện rộng toàn huyện. Những ngày vừa qua, trên địa bàn huyện Phước Sơn xuất hiện mưa lớn, làm cô lập xã Phước Lộc, nên công tác vận chuyển 40 ca dương tính COVID-19 tại đây đi điều trị tại bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn. Cán bộ y tế dự phòng vô trong đó trước rồi, cho nên là cũng yên tâm về cái công tác mà truy vết cũng như công tác mà chăm sóc điều trị có bệnh nhân còn lại ở trong đó, tôi tập trung về trạm y tế. Cho nên cái yêu cầu bây giờ là làm sao đó có phương tiện nhanh nhất để mà khai thông đường, để có xe cò để vận chuyển bệnh nhân ra đến huyện, đến thị trấn, rồi có xe trung tâm sẽ dùng xe cứu thương để chở bệnh nhân về trên điều trị. Huyện Phước Sơn là khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng mưa lớn, lại đang có dịch COVID-19, nên công tác vừa phòng chống dịch, vừa phòng chống thiên tai phải được đặt lên hàng đầu. Do dịch xảy ra ở các địa phương vùng cao, đường xá đi lại khó khăn, do đó vừa ứng phó với thời tiết diễn biến phức tạp, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Phước Sơn, cần có sự hỗ trợ của ngành y tế và các lực lượng chức năng của tỉnh. Cùng với việc rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở để có phương án sơ tán dân, thì phương án đưa các bệnh nhân COVID-19 đến nơi điều trị đã được tính đến. Nếu khi thời tiết tốt thì chúng tôi sẽ làm kịp thời và làm sớm để mà đưa khỏi F0 ra khỏi cộng đồng và cũng như đưa bệnh nhân đến cái bệnh viện để điều trị kịp thời cho tốt. Bên cạnh đó thì chúng tôi đang phủ vaccine trên toàn thể địa bàn huyện Phước Sơn. Tại vùng dịch Phước Sơn, ngành y tế tăng cường gần 100 nhân lực, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam, thần tốc truy vết, xét nghiệm, khẩn trương bóc tách các ca F0 ra khỏi cộng đồng, đồng thời tiến hành tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 ngẫu nhiên cho người dân trong huyện, đặc biệt một số xã nằm trên trục đường Hồ Chí Minh. Cạnh đó đã nhanh tiến độ tiêm chủng diện rộng để chủ động mở rộng tầm soát dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, chương trình Thông tin ngày mới đến đây đã kết thúc. Chương trình được phát sóng lúc 6 giờ và 8 giờ 30 phút hàng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ www.qrt.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thông tin ngày mới số tiếp theo.